Đấy, quay cho anh em nhá. Xì gớm luôn. Đang để ở ngoài đây, quay thực tế cho anh em xem. Đây là đến sách lồng nhá. Đến sách lồng này. Riêng con chim này ấy, nếu mà để cho nó xong, đó nó có hiện tượng thay lông mà. Xong lông xong vụ này ấy là ok đấy. Là sách lồng nhá. Quay tận mặt cho anh em xem này. Đó, thấy chưa? Một hai cái lông đây, cầm lồng này. Bây giờ mang con mái thì ra thử thái độ cho anh em xem. Đây con mái, đây là con mái mồi, con này nuôi rất là lâu năm rồi. Con này anh bạn anh để cho các bạn xem đây nha, thử thái độ cho anh em. Con này ấy, đánh giá của mình nó là con mái tốt, hay. Tuy nhiên là nó mới về và nó có hiện tượng thay lông thì nó chưa căng thôi. Nhưng mà nó là con mái ok. Đấy, xùy thì ok rồi. Thử thái độ cho anh em này. Không sợ, không bao giờ sợ. Này. Đo điện luôn. Đẹp chưa? Đấy, kè chim. Thái độ rất là ok nhé. Ok đấy. Đấy. À, rất là khá là thuận. Nhấc đi nhấc qua nhấc lại là ok. Yên tâm nhá. Rồi, cảm ơn anh.